Năm 2004, bệnh viện tiếp nhận một ca bệnh rất đặc biệt. Bệnh nhân này là Huyên Huyên. Trong cơ thể của Huyên Huyên, bác sĩ tìm thấy 12 cây kim, mà 12 cây kim này nằm ở hai bên chân của cô bé, phần mông, bụng và các bộ phận khác. Điều đáng sợ hơn là 5 trong số 12 cây kim đâm vào nội tạng của cô bé, phần gan, phần lách, dạ dày và khí quản. Phải biết rằng Huyên Huyên lúc đó chỉ mới là một đứa bé mới 10 tháng tuổi. Đối mặt với hiện thực tàn khốc như vậy, khiến cho người nhà cô bé khó tiếp nhận. Bọn họ rất thương con gái, lúc đó không thể dùng lời để diễn tả, chỉ có thể dùng nước mắt mà thôi. Vậy rốt cuộc là ai nỡ làm vậy đối với Huyên Huyên? Ở đây còn bí mật nào chưa được tiết lộ? Tin tức trong người Huyên Huyên có kim rất nhanh đã được truyền ở trong thôn. Rất nhiều tranh cãi suy đoán bao trùm cả làng. Có phải anh đã đắc tội với ai không? Không có. Mối quan hệ với hàng xóm rất tốt. Thông tin từ hàng xóm cho hay, người nhà bọn họ đều là những người nông dân hiền lành lương thiện, căn bản không đắc tội với ai. Thế là có người đặt ra một giả thiết khác, suy đoán trong nhà cô bé có người trọng nam khinh nữ, thậm chí còn nghi ngờ bà nội của Huyên Huyên. Mấy đứa cháu gái cũng không thể chê, chúng tôi không làm vậy đâu, bà ấy đều nói, đều là nghi ngờ thái quá rồi. Tôi thề rằng, nếu là tôi làm, chết không nhắm mắt. Không phải người trong gia đình, không phải bởi những người khác, không có những quan niệm lạc hậu, cơ thể Huyên Huyên cùng với 12 cây kim châm cũng không thể từ trên trời rơi xuống rồi đi vào cơ thể của cô bé. Vậy rốt cuộc là ai lại muốn cướp đi mạng sống của Huyên Huyên đến vậy? Mà mục đích của người này là gì? Đối với trường hợp này, cảnh sát nhanh chóng lập chuyên án điều tra. Còn chưa kịp phá án, trong lòng mọi người như lửa đốt. Cùng lúc đó, tâm trạng của bố mẹ Huyên Huyên, điều lo lắng nhất chính là có thể lấy kim trong người con ra một cách nhanh nhất. Nhưng bọn họ đã đi rất nhiều bệnh viện, bác sĩ đều bó tay. Cho đến khi bọn họ đến bệnh viện Nhi Đồng Bắc Kinh, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, xem kết quả kiểm tra trước mặt, mọi người đều ngạc nhiên, đều cảm thấy rất khó hiểu. Nó không ở cùng một chỗ, có chọn lọc, ví dụ như chỗ này để một cái, chỗ kia đặt một cái, cảm thấy như có người sắp đặt 12 cây kim trong người Xuyên Xuyên. Vị trí thứ 4 nằm trong các vùng như mông và đùi, 3 cây kim chui vào trong ổ bụng và khoang trậu, còn có 5 cây kim đâm vào gan, lá lách và thận, ruột già và các cơ quan nội tạng quan trọng khác, khiến cho Huyên Huyên rơi vào tình trạng nguy hiểm. Có một cái nằm ở phía sau của lá gan, còn có một cái nằm trên lá lách, còn có một cái ở trong thận. Thời gian cấp bách, bác sĩ cần phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Nhưng muốn trong một lần gắp ra 12 cây kim, thật sự rất khó. Đúng là trước giờ chưa từng có. Kim ở trong nội tạng rất nguy hiểm, biết được trong gan, nhưng rất khó để tìm ra vị trí. Nếu là gan thì bạn không thể tùy ý rạch ra rồi tìm được. Bệnh viện vì muốn đảm bảo tính thuận lợi của ca phẫu thuật, cùng lúc kết hợp tất cả các khoa, mời các chuyên gia đến phân tích, sau đó còn mở hội chẩn 4 lần. Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng, bác sĩ cuối cùng kết luận, mổ nội soi, GAMR thiểu tối đa phương án phẫu thuật. Ngoài ra, tháng 10 năm 2014, cuộc phẫu thuật cứu sống Huyên Huyên bắt đầu rồi. Khó khăn bác sĩ phải gặp đầu tiên, làm thế nào có thể ở chỗ mắt không nhìn thấy được, tay không thể chạm vào, xác định vị trí của 12 cây kim này, biết được vị trí đại khái của những cây kim này, nhưng cụ thể bắt đầu từ đâu, nếu bạn muốn sâu thì không thể sờ được, không xác định được vết rạch thì sẽ không xác định được vị trí. Ngoài trừ việc không thể xác định vị trí, điều càng làm chuyên gia đau đầu chính là vị trí của 12 chiếc kim này không phải là cố định, nó sẽ di chuyển theo các chi của bé, rồi còn di chuyển theo các mạch máu, cũng có thể nói tính mạng của Huyên Huyên lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Mà lấy những cây kim ẩn sâu trong cơ thể, giống như việc mò kim đáy bể, lấy dị vật ra không dễ như những gì bạn tưởng. Muốn làm như nào thì làm, nó cần sự chính xác, tỉ mỉ. Bạn không cần nói rạch một phát rồi gắp ra thôi. Cuộc phẫu thuật bắt đầu, bác sĩ trước tiên lấy ra cây kim ở hai chân của Huyên Huyên, sau đó dựa vào tấm phim chụp X-quang, bác sĩ rất nhanh chóng tìm ra vị trí của cây kim thứ 3 và 4. Lúc đấy tìm máy siêu âm dò tìm một chút, sau đó đợi đến lúc thích hợp, cố định cái kim, sau đó dùng kẹp gắp nó ra. Mỗi lần bác sĩ lấy ra một cây kim, chúng tôi dường như đều cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can. Càng khó để tưởng tượng một đứa bé 10 tháng tuổi phải chịu đựng những gì. Mà cho đến lúc này, người mà cả thế giới phẫn nộ vẫn chưa tìm ra. Cùng với sự tiến hành phẫu thuật, sau khi tìm ra vị trí cây kim thứ 4, bác sĩ lại bắt đầu lấy ra cây kim mắc ở phần nội tạng để có thể giảm bớt sự tổn hại cho cơ thể cô bé. Độ khó của ca phẫu thuật càng cao, ưu tiên thực hiện phẫu thuật nội soi. Anh chỉ có thể cầm cái máy soi, cầm máy soi đi, tìm xem nó ở đâu, di chuyển theo tôi, anh từ từ gấp nó. Được rồi, ra nào, gấp đi, nhìn thấy rồi, đúng rồi, tốt. Trong khoảnh khắc này, thử thách mà bác sĩ phải đối mặt mới bắt đầu. Chiếc kim số 5 đang nằm ở trên lá gan của Huyên Huyên. Nếu nó hoàn toàn bị cắm vào gan thì không còn cách nào khác, càng không cần nói làm thế nào để lôi được nó ra. Thật may mắn, nó có một đoạn nhỏ còn ở bên trên, sau đó dùng kẹp gấp, gấp ra rồi. Trong quá trình lấy kim ra, bác sĩ cần phải đảm bảo không được làm tổn thương đến các bộ phận khác. Điều này yêu cầu bác sĩ mỗi động tác đều phải thật chuẩn. Mà chiếc kim số 6
càng cắm sâu trong lá lách. Những bác sĩ có mặt trong phòng đều rất lo lắng, vừa xác định vị trí để phẫu thuật, vừa dùng máy nội soi để tìm kiếm. Được, gắp ra đi. Được rồi, ra rồi, kéo lên, không vấn đề gì. Gắp, thả tay, lỏng tay thôi. Sau khi gắp chiếc kim số 6 ra, bác sĩ lại gặp một vấn đề lớn. Thông qua máy soi có thể thấy cây kim số 7 nằm ở trong ruột, nhưng bác sĩ dùng máy nội soi làm thế nào cũng không xác định được vị trí của nó. Ở đây có một cái, hai cái bị thay đổi vị trí rồi. Còn rất nhiều kim, ở đây chắc có, ở đây chắc là khoang cơ thể, nó đứng im không đổi. Còn cái này, thay đổi rồi. Tình huống bất ngờ khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng, khiến ai cũng lo lắng. Mà 12 cây kim rốt cuộc có thể qua một lần phẫu thuật gắp hết nó ra không? Mọi người không ai dám chắc điều đó. Anh xem ở chỗ này, có lẽ là cố định rồi, nhưng sau khi nó chui vào, không chắc để gắp nó được, rạch ra cũng không chắc gắp được. Tình huống cấp bách, bác sĩ chỉ có thể rạch ở phần bụng, một đường dài 8mm, nhẹ nhàng tìm kiếm. Trải qua sự tìm kiếm của y bác sĩ, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí của cây kim số 7. Khi nó được lấy ra, bác sĩ phát hiện kim đã bị rỉ rồi, mà cây kim này nằm ở các mạch máu đi đến ruột già. Nếu muộn vài ngày nữa, hậu quả không thể gánh nổi, máu đều chảy về tim, đường vào tim càng ngày càng rộng. Nếu nó đi qua được chỗ này thì sẽ làm vỡ mạch máu ở tim, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó bác sĩ lại thông qua máy soi tìm kiếm vị trí, thuận lợi tìm ra cây kim thứ 8 và 9. Lúc đó ca phẫu thuật đã diễn ra được 2 tiếng đồng hồ rồi. Khi cách hy vọng càng lúc càng gần, cũng là lúc mọi người lo lắng, hồi hộp nhất. Mọi người ở bên ngoài phòng phẫu thuật đều đang thầm cầu nguyện, cũng mong có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Thời gian đi qua, bác sĩ cũng bắt đầu gắp cây kim thứ 10 ra, vị trí của nó ở thận. Lúc này bác sĩ đã lấy ra thành công cây kim số 10. Nhưng khi tất cả mọi người đều cho rằng thắng lợi ở phía trước, cây kim số 11 tiếp theo giống như được khoác lên mình một chiếc áo choàng vô hình, không thể tìm ra được. Theo máy soi, cây kim này ở phần sau của lá lách, nhưng trong lúc phẫu thuật làm thế nào cũng không thể tìm ra. Thực ra tôi lo lắng nhất chính là cây kim này sẽ tạo ra một tổn thương rất lớn, bởi vì nó được cắm ở mặt sau, dường như là cắm ở phía trước sẽ làm cơ ngực và cơ thắt lưng, thậm chí là cơ thịt sẽ bị đâm thủng, cắm vào phần xung quanh thận rồi, hoàn toàn nằm trong lớp cơ. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, khiến chúng tôi không khỏi run rẩy. Hung thủ đã tốn bao nhiêu sức lực để làm việc này vậy? Huyên Huyên đã trải qua đau đớn nào mới có thể sống đến ngày hôm nay? Vì có lá lách chắn trước cây kim, phương pháp lấy kim từ phía trước không hiệu quả. Thế là bác sĩ nghĩ ra một cách khác. Nghĩ cách khác đi, tôi nói Duy Bình, cậu ở phía sau quan sát, xem có thể chọc nó ra được không. Một vị bác sĩ dùng tay sờ cây kim, đẩy nó từ phía trước về phía sau. Một vị bác sĩ khác từ phần lưng thấy được kim, dùng cây gắp nhanh chóng lấy nó ra. Trải qua sự kết hợp hoàn hảo của hai bác sĩ, đã lấy được cây kim số 11 ra. Cây kim cuối cùng nằm ở phần hông của Huyên Huyên. So với cây kim ở trong khoang ngực, nguy hiểm đã giảm bớt rồi, nhưng bác sĩ cũng không dám thư giãn. Cho đến khi 12 cây kim trong người Huyên Huyên đều được lấy ra, phẫu thuật tổng cộng hết 3 tiếng đồng hồ. Trải qua 9 tiếng ở phòng hồi sức, cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công thuận lợi. Khi nhìn thấy 12 cây kim đã được lấy ra, không nhịn được cảm giác sợ hãi. Hai cây kim là kim khâu quần áo, phần còn lại là kim của ống tiêm. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ của Huyên Huyên không thể kiềm chế được cảm xúc, khóc òa lên. Điều mọi người quan tâm nhất lúc đó là hung thủ đã ra tay với cô bé. Thông qua điều tra của cảnh sát địa phương, dì của Huyên Huyên rất đáng nghi. Nhưng vào 3 ngày trước khi vụ án của Huyên Huyên được công bố, dì của Huyên Huyên đã dùng thuốc sâu tự sát, để lại 2 đứa con thơ. Cho đến ngày hôm nay, vụ án được khép lại bởi sự ra đi của dì Huyên Huyên, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Bây giờ Huyên Huyên đã dần lớn lên, nhìn một Huyên Huyên đáng yêu trước mặt, làm mọi người không thể không nghĩ đến những đau đớn mà cô bé phải trải qua. Chúng ta cũng cần cảm ơn những bác sĩ đã không quản khó khăn để mang đến sức khỏe cho chúng ta. Chúng ta cũng nên thấu hiểu và bao dung đối với họ, phải học cách tôn trọng lẫn nhau, tha thứ cho nhau.